chớp like cảm ứng đeo nhạc mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó được thiết kế dạng xanh bao gồm 5 bóng có thể chớp và đá màu, rất là độc đáo. Mẫu đèn chớp này đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình. Nó phù hợp với mọi người trang trí cho sân khấu, pha màu cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn sang trọng, hoặc làm đèn chớp like cho những quán bar, vũ trường. Đèn sử dụng tốt cho công viên từ 20 đến 50 m². Đèn được sử dụng bóng LED 7 màu nên màu sắc rất là đẹp và tuổi thọ nó rất là bền, là tiết kiệm điện. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của BAH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boa L1R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.